Con cá to thật đấy. To thế. Cá to rồi đấy.
đẹp thật đấy. Cá gì to thế? Con cá to thật.
cánh. Cả sao là có nhiều gì.
Cân bao nhiêu ấy? Cân 50.000 nhân cho 2 cân đi. Cân mà. Cân đi lấy vừa mới nhập về chứ thảo ra chứ cân à đi mang lại cho túi bao. Chơi luôn. Cân bao nhiêu? Cân 50, cân dưới 70. Tiền đâu? Lúc còn 2.000 tròn này. Ngày mai này một con tròn đấy chỉ con lấy hay là một thằng bách đấy nhỉ? Cảm ơn anh nhé.
Cái này là con cá. Lực cá này, đứa cơ này. Wow.
Được con cá. Yeah. Con cá đẹp thế. To hơn nữa chứ. Lấy cao lá đi. Lên. Đấy. Con nào mà lấy à? Nhanh. Đấy, đấy. Thằng mẹ không làm, thằng con gì làm đấy. Lên. Rồi, còn chảy lên giường ngủ thôi, thằng không làm. Yên, cho tiếng mày thôi mà.
Đây bắt cá này. Về đây nha em. Kêu cái gì mà kêu? Về đây. Nhanh đi. Rồi lấy con về đây nhanh nhá. Mày làm gì lấy mà lấy con xuống ôm thế kia. Rồi. Nói không nghe. Về đây. Lạnh đúng không? Lạnh lắm phải không? Rồi, xuống đây xem cá nhá. Ở đây nhá. Này, ở chỗ khô nhá. Đây, đấy, ngồi xuống đi. Ở đấy đi. Ở đấy tháo cá đã. Đó nhá. Đây. Xem cá này. Ở đây nhá, ở đây trong cá nhá. Không đi. Ở đây đi.
Mm-hmm.